Có một điều tôi muốn bạn biết, nếu bạn không áp dụng thuật lãnh đạo, sẽ có rất ít nhân viên dám vì bạn, vì công ty của bạn mà tận hiến. Bạn có muốn những nhân viên tạo ra sự đóng góp không? Bạn có muốn những nhân viên đặt niềm tin vô hạn nơi bạn và doanh nghiệp của bạn không? Bạn có muốn sở hữu một khối tài sản quý giá là những nhân viên biết cách hợp lực không? Chắc chắn là như vậy rồi. Và nếu bạn vẫn đang loay hoay về vấn đề phát triển nguồn nhân lực, thì cuốn sách tôi kể dưới đây sẽ là một món quà tốt lành dành cho bạn, dẫn dắt bạn đi những bước rất dài và vững chắc tới giải phóng tài năng, phương pháp cốt lõi xây dựng một tổ chức hiệu quả. Cuốn sách Kích hoạt tiềm năng, bí ẩn bất ngờ từ 3 cuộc nói chuyện là sự nỗ lực của rất nhiều người. Chủ nhân của cuốn sách này là một nhóm gồm 4 tác giả: Sean Moon, Todd Davis, Michael Simpson, Roger Murrell, đều là chuyên gia cấp cao về cố vấn lãnh đạo và phát triển tài năng, từng chứng kiến cách những lãnh đạo hàng chục quốc gia khai phóng tiềm năng của cá nhân xung quanh họ. Phần lớn nội dung Kích hoạt tiềm năng được viết dựa trên kết quả của quá trình làm việc giữa 4 tác giả với hàng ngàn lãnh đạo trong 30 năm qua. Vì những giá trị quý báu đó, tháng 2 năm 2021, đơn vị phát hành First News Trí Việt đã xuất bản thành công cuốn sách này với phiên bản tiếng Việt, trân trọng giới thiệu tới độc giả. Cuốn sách là những chia sẻ của các chuyên gia hàng đầu về 3 cuộc trò chuyện khai mở, có khả năng giúp bạn kết nối với các thành viên trong đội ngũ của mình để hiểu và giữ chân nhân tài. Thuật lãnh đạo ngày nay đòi hỏi rất nhiều yếu tố, nhưng một trong những vai trò căn bản mà lãnh đạo mọi thời đại đều phải có, đó là nhìn nhận và khai phóng tiềm năng cũng như thế mạnh của cấp dưới. Hãy thử tự trả lời những câu hỏi dưới đây để biết về mức độ lãnh đạo hiệu quả của bạn. Bạn biết về các thành viên rõ ràng như thế nào? Xuất thân, tài năng, kỹ năng, mục tiêu và hy vọng. Bạn biết gì về những giá trị quan trọng đối với họ? Nguyên tắc, nỗi băn khoăn, công lý hay sự chính trực của họ? Bạn nắm được cả chứ? Nếu không thì cũng không sao cả, cuốn sách này xuất hiện để đưa bạn đi tìm lời giải đáp cho những băn khoăn ấy. 3 cuộc trò chuyện khai mở lần lượt là tiếng nói, tính hiệu quả và sự khai thông. Bạn không nhất thiết phải áp dụng rập khuôn theo thứ tự mà các tác giả đã sắp xếp. Tuy nhiên, những nguyên tắc cơ bản thì có lẽ bạn nên nằm lòng. Đó là sự cống hiến, lòng tin, hiệp lực, cảm thông cũng chính là nội dung của chương 5 trong cuốn sách này. Đây là những nguyên tắc muôn thuở về sự chi phối khả năng tương tác của con người. Bạn có thể tuân thủ hoặc phớt lờ, tất nhiên. Nhưng chất lượng cuộc sống và tính hiệu quả trong các mối quan hệ, đặc biệt là kỹ năng lãnh đạo, sẽ tùy thuộc vào mức độ bạn tuân thủ những chân lý chung của tạo hóa. Kích hoạt tiềm năng được phân bổ nội dung và hình ảnh minh họa hết sức logic, nhuần nhuyễn và nhẹ nhàng. Những bài học, kinh nghiệm mà mỗi tác giả chia sẻ đều sẽ hữu ích với một ai đó. Sẽ có rất nhiều bài học được đúc kết, sẽ có rất nhiều lần bạn phải gật gù mà đồng cảm. Tin không vui là có thể bạn sẽ nhận ra trước giờ mình đã áp dụng phương pháp lãnh đạo sai bét nhè. Tin tốt lành là bạn đã tiếp cận được một vùng trời mới mang tên 3 cuộc trò chuyện khai mở. Chúng vừa là mục tiêu của một tổ chức có thành tích cao, vừa là cách để mục tiêu ấy được thực hiện. Lợi ích của việc áp dụng nguyên tắc sẽ còn dài, mà điều quý giá nhất là khi nhận ra, càng nhận thức rõ ràng rằng khi khai phóng tài năng của người khác, cũng chính là đang khai phóng tài năng của chính mình. Tôi thật lòng hy vọng bạn sẽ thực hiện những cuộc trò chuyện này và tạo ra sự khác biệt to lớn. Trạm đọc trân trọng giới thiệu cuốn sách Kích hoạt tiềm năng.